Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Vài năm gần đây rộ lên phong trào đi phượt. Địa điểm lý tưởng để những người đi phượt tìm tới thường là những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi mà cảnh vật vẫn hoang sơ, du lịch không quá phát triển, giá cả cũng sẽ không đắt đỏ như những điểm du lịch nổi tiếng. Sơn và Tâm yêu nhau đã 5 năm, mới tháng trước Tâm phát hiện mình mang thai. Sơn phấn khởi về giục bố mẹ lo chuyện cưới xin, hai bên phụ huynh đều hài lòng với mối hôn sự này. Tuy nhiên ông ngoại của Tâm mới mất, việc đám cưới linh đình là điều tối kỵ, nên bắt buộc phải hoãn sang năm sau. Tâm và Sơn cùng thống nhất đợi Tâm sinh con xong rồi tổ chức đám cưới sau. Cả hai muốn tranh thủ thời gian này để đi du lịch nghỉ ngơi, vì vài tháng nữa là Tâm sinh em bé rồi, tới lúc ấy có muốn cũng chẳng đi đâu được nữa. Tâm và Sơn đều có chung sở thích đi phượt, cả hai từng cùng nhau đi tới rất nhiều nơi. Nếu không phải do Tâm đang có em bé thì cả hai sẽ thực hiện chuyến đi này bằng xe máy rồi. Nhưng để đảm bảo an toàn, Sơn đã đặt một chuyến xe khách cho Tâm được thoải mái. Điểm đích của cặp đôi chính là phố núi Hà Giang, nơi có con sông Nho Quế lững lờ khoác lên mình màu nước xanh ngọc bích, những thửa ruộng bậc thang vàng óng, những cánh đồng hoa tam giác mạch ở làng đá Đồng Văn. Đợt Tâm và Sơn đi là vào mùa thu, tiết trời khá đẹp. Sơn đã đặt trước homestay lưu trú trong 3 ngày, cả hai đi thăm thú rất nhiều nơi. Thời điểm này bụng của Tâm đã được gần 4 tháng, may sao cô không bị ốm nghén hay mệt mỏi nhiều, nên chuyến đi chơi khá là suôn sẻ. 3 ngày sau, Sơn dự định đưa Tâm về nhưng cô vẫn còn muốn đi chơi tiếp. Tâm năn nỉ Sơn thuê xe tự lái, cả hai đi khám phá thêm những chỗ mới. Ban đầu Sơn cũng ngăn cản vì đường đèo khó đi, vòng vèo khúc khuỷu, lỡ có chuyện gì trở tay không kịp thì nguy. Nhưng Tâm ham vui không chịu nghe lời Sơn, còn trách anh lo xa vì cô chỉ muốn lưu lại thêm 2 ngày 1 đêm nữa thôi. Tâm đâu ngờ vì chính quyết định này của mình mà cô đã phải trải qua những chuyện vô cùng khủng khiếp. Chiều theo ý của Tâm, Sơn tìm đến một tiệm cho thuê xe máy. Chủ tiệm là một người trẻ tuổi. Lúc Sơn đưa chứng minh thư của mình ra, anh ta liếc hai người một lượt từ trên xuống dưới rồi vu vơ hỏi mấy chuyện linh tinh về mối quan hệ của cả hai. Sơn thật thà đối đáp qua lại vui vẻ. Sau khi biết Sơn và Tâm chưa làm đám cưới, chủ tiệm chỉ cười cười không nói gì. Anh ta cất chứng minh thư của Sơn vào ngăn kéo rồi khóa lại, còn tốt bụng chỉ cho hai người vài điểm có phong cảnh đẹp mà chỉ dân bản địa mới biết. Anh ta nói trong ngôi làng ở đỉnh núi có một ngôi nhà cổ bằng đá, vẫn còn cối xay gió và nhà sàn rất đẹp. Nghe thấy vậy, Sơn và Tâm háo hức xuất phát đi theo đường của chủ tiệm chỉ dẫn. Mà không hề biết, khi hai người vừa rời đi, gã chủ tiệm cứ nhìn theo bóng lưng họ mà cười thầm. Xe chạy bon bon chừng 2 giờ thì tới nơi, khu này chẳng có hàng quán hay homestay nào cả. Trời đã xế chiều, Tâm và Sơn bắt buộc phải xuống xe tìm nơi ở nhờ. Lúc Sơn còn đang loay hoay tìm chỗ ở thì Tâm phát hiện ra ở xa xa có một cái chòi bằng tre khá lớn. Ngồi xe lâu khiến lưng và hông của Tâm mỏi nhừ. Cô rủ Sơn đi tới chỗ cái chòi đó để nghỉ ngơi một lát. Sau khi đỡ mệt thì lại đi tiếp. Cái chòi này có lẽ được dựng lên để canh ruộng ở phía trước, trông có vẻ mới được dựng lên thôi. Bên trong sạch sẽ và thoáng mát. Tâm nhìn thấy nơi ngả lưng thì vội đặt lưng nằm nghỉ, rồi vô tình ngủ thiếp đi. Chẳng mấy chốc chìm vào giấc mộng. Trong mơ, Tâm thấy một người đàn ông mặc quần áo lính đang nhìn mình bằng ánh mắt đượm buồn. Tâm còn đang thắc mắc thì người kia đã lên tiếng: "Hai đứa về ngay đi, nguy hiểm trước mắt, không muốn chết ấy, thì đừng có đi tiếp nữa, về xuôi đi." Trong cơn mơ, Tâm nghe người đó cứ liên tục giục cô và Sơn quay về, giọng nói văng vẳng bên tai. Mãi tới khi Tâm giật mình tỉnh dậy, cô vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ. Lúc đó Tâm chỉ nghĩ chắc là do mình mệt rồi nằm mơ bậy bạ nên cô không để tâm. Nghe Sơn giục mình chuẩn bị lên đường nên Tâm vứt luôn lời cảnh báo ra sau đầu. Cả hai đi thêm một đoạn nữa, đường xá càng lúc càng xấu. Hai bên đường nhà cửa thưa thớt, được cái phong cảnh rất đẹp và hùng vĩ, nên hai người mải mê ngắm nghía đến quên cả lối về. Cho đến khi Sơn dừng xe lại, thì phát hiện
mình đã đi lạc rất xa rồi. Tâm Dục Sơn mau quay về bằng lối cũ, hai người lại tiếp tục di chuyển. Nhưng quái lại là càng đi thì lại càng mù mịt. Nhìn hai bên đường cảnh vật lạ hoắc, cuối cùng Sơn đánh liều rẽ vào một con đường mòn. Nếu không tìm được đường về thì sẽ kiếm một nhà dân để xin ở nhờ. Mọi chuyện vẫn đang rối, cho đến khi Sơn nhìn thấy một ông cụ cõng trên vai cái gùi đầy ngô và khoai, còn có vài quả dưa mèo to. Sơn dừng xe ngay bên cạnh, ông cụ quay sang nhìn hai người. Ông cụ này độ ngoài 60 tuổi, gương mặt trông rất hiền lành. Sơn nhanh mồm kể chuyện của mình rồi tiện hỏi đường. Ông cụ cười cười rồi mời hai người về nhà mình tá túc. Tâm ban đầu còn từ chối, nhưng ông cụ nói gần nhà mình có lối đi tắt đi thẳng xuống chợ huyện, rất tiện đường đi về. Ông cụ chỉ còn có một mình nên không phải ngại. Lâu lâu mới gặp được người ở dưới xuôi lên chơi, coi như là cái duyên. Cuối cùng Sơn và Tâm đã quyết định đi theo. Nhà của ông cụ là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm nép bên vườn cây rậm rạp. Sơn mới tò mò hỏi thăm tình hình của gia đình ông cụ, thì ông giàu dĩ nói rằng vợ con ông mất sớm, chỉ còn mỗi mình ông. Nhìn ngôi nhà của ông cụ cứ có gì đó không ổn. Mặc dù không muốn ở lại, nhưng trời đã chạng vạng, đường đèo nguy hiểm, không có sự lựa chọn nào khác. Sơn và Tâm được mời ở lại ăn bữa cơm chiều. Ông cụ xuống bếp nấu nướng, dặn cặp đôi trẻ cứ đi loanh quanh mà chơi. Tâm ngỏ ý muốn giúp ông cụ nấu cơm nhưng ông từ chối. Tâm ngắm nghía những cái cây kỳ lạ trong vườn, có vẻ chúng đều sống ở đây rất lâu rồi, tán cây tùm rậm rạp, những cây thân leo mọc chẳng chịt xung quanh. Tâm và Sơn dạo chơi đến khi trời sập tối mới quay về, đồng thời ông cụ cũng đã dọn cơm canh ra đợi sẵn. Nhìn mâm cơm đầy đồ ăn, cả Sơn và Tâm đều đói bụng. Trong mâm còn có một con cá lớn được nướng thơm phức để cuốn với rau rừng. Đĩa thịt trâu gác bếp được đập dập xé nhỏ cẩn thận, thêm tô canh bốc khói nghi ngút. Ông cụ sởi lời mang ra bình rượu rót vào chén mời Sơn uống. Tâm để ý chén rượu của ông cụ màu sắc nhạt và trong, nhưng chén rượu của Sơn lại có màu hổ phách khá đậm. Cô thắc mắc hỏi vu vơ về sự khác biệt của hai loại rượu, thì ông cụ hắng lên vài tiếng rồi cười nói. Rượu của Sơn được ngâm từ cao ngựa rừng, là loại đó tốt cho sinh lý của nam giới, chỉ hợp cho người trẻ tuổi uống. Sơn sợ ông khó xử nên cười cười rồi đưa rượu lên miệng, uống một hơi hết cạn. Mùi vị của rượu rất khó uống, vừa khai vừa tanh. Sơn uống được đúng một chén đó là thôi. Hai người đàn ông ngồi ăn uống ngon lành, chỉ có Tâm là khó chịu trong người, không có hợp khẩu vị nên ăn không ngon. Tâm đành ăn thêm mấy quả rừng mà ban nãy mình hái được. Trong một khoảnh khắc, cô nhận ra ánh nhìn không vui của ông cụ chủ nhà. Sau khi ăn cơm xong, mặc dù vẫn còn sớm, nhưng xung quanh không có nhà dân. Điện đóm của nhà ông cụ cũng không được sáng sủa, nên Tâm và Sơn bảo nhau dọn dẹp nhanh rồi đi ngủ để mai lên đường trở về sớm một chút. Hai người được ông cụ cho ở trên một căn phòng trên gác. Đêm đó Tâm nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Xung quanh yên tĩnh, Tâm nghe được tiếng côn trùng, tiếng mèo rừng ra rả trong đêm mà rợn cả người. Quay sang nhìn Sơn thì anh đã ngủ say từ bao giờ. Tâm nhắm mắt nằm mãi mà không vào giấc được, cả người cứ trằn trọc không yên. Chợt Tâm nghe thấy tiếng lạch cạch vọng lên từ phía cầu thang đi lên trên gác. Tâm giật mình thon thót, dù sao đây cũng là chỗ lạ nên dễ sinh ra tâm lý đề phòng. Tâm nằm im không dám cựa mình, nhưng mắt thì mở hé hé liếc ra phía cửa. Người đến chính là ông chủ nhà. Ông ta cầm theo cây nến nhỏ chậm chạm đi vào phòng, rồi tới thẳng giường mà Tâm và Sơn đang nằm. Ánh nến hắt lên gương mặt của ông ta trông rất quái đản. Ông chủ nhà đứng ngay trên đầu giường của hai người, rồi dí sát cái cây nến soi vào mặt Sơn và Tâm. Chẳng biết ông ta đang làm gì vì Tâm nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Ông ta ngắm nghía một lúc rồi mới rời đi. Tiếng bước chân nện bình bịch xuống cầu thang, Tâm sợ quá thở hắt ra một hơi. Cô cảm thấy bất an khó chịu trong lòng, muốn gọi Sơn tỉnh dậy nhưng anh ngủ say như chết, con lay người thế nào cũng chẳng đánh thức được. Bất lực, Tâm đành nằm xuống bên cạnh, trong đầu đầy những nghi hoặc về hành động của ông chủ nhà. Mong sao trời nhanh sáng để rời khỏi đây. Tới gần 2 giờ sáng vì mệt quá nên Tâm ngủ thiếp đi, mọi thứ chìm trong tĩnh mịch. Đâu ngờ ở một góc trong vườn của ngôi nhà này lại có thêm một cái chòi nhỏ.
Ông chủ nhà đang khoanh chân ngồi trong ấy, cầm theo nắm tóc ban nãy vừa lén cắt được trên đầu của Sơn. Ông ta gói nhúm tóc trong một miếng khăn màu đỏ, bọc thêm một lá bùa bên ngoài rồi khâu chặt lại. Xong xuôi, ông ta nhét lá bùa có chứa tóc của Sơn vào trong bụng của một hình nộm màu đỏ. Hình nộm được may bằng vải, chỗ đỏ chỗ trắng, hình thù xấu xí kỳ quặc. Trên phần đầu, phần lưng và phần bụng của nó đều được viết ký tự loằng hoằng bằng mực đỏ. Ông ta niệm thứ ấn chú bằng tiếng dân tộc, cả cơ thể lắc lư theo từng câu chú được thốt ra. Đến gần 3 giờ sáng thì mới xong. Hình nộm đã được phủ chú, ông ta đặt cạnh một hình nộm khác màu sắc tương tự. Khác cái là hình nộm này rõ ràng là hình nữ, bởi hình nộm mặc váy đỏ dài lại có cả một mớ tóc dài trên đầu nữa. Ông ta đặt hai hình nộm nằm cạnh nhau, rồi buộc chúng lại bằng một sợi chỉ đỏ, xong xuôi lại nhúng cả hai hình nộm vào một bát nước phép đục ngầu. Nghi lễ rất cầu kỳ, cuối cùng ông ta nhỏ hai giọt máu được cắt từ đầu ngón tay của mình vào bát nước. Hai giọt máu đỏ tươi lại không hòa tan vào nước mà từ từ di chuyển tới gần nhau rồi tụ lại thành một. Ông chủ nhà chỉ chờ có thế, ông ta cười rít lên trong sung sướng. Hai hình nộm được ông ta cất kỹ vào trong một chiếc hộp gỗ được sơn màu đỏ, còn cẩn thận kiểm tra trong ngoài mấy lần rồi mới đóng cửa rời đi. Ông chủ nhà đi về phòng mình như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ cần chờ đủ 49 ngày, thứ bùa phép mà ông ta luyện sẽ đại công cáo thành. Cùng lúc ấy, Sơn đang ngủ say trên giường, bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Tiếng gọi khe khẽ, đó là giọng nói của phụ nữ, rất dễ nghe, rất ngọt ngào. Sơn mơ màng tỉnh dậy, đầu óc nặng trịch, cả người mỏi nhừ như bị ai đánh. Anh chẳng suy nghĩ được gì, cứ thế đi theo tiếng gọi của cô gái kia. Sơn đi xuống cầu thang, đi thẳng vào một phòng trống ở tầng dưới, mở cửa bước vào một cách rất tự nhiên, cứ như thân thuộc với nơi này lắm vậy. Còn về phần tâm, cô đang ngủ ngon thì cảm thấy như có ai đang giật tóc mình. Ban đầu giật nhẹ nhẹ, tâm còn mặc kệ, nhưng càng lúc càng bị giật mạnh hơn, khiến tâm bị đau. Tâm bừng tỉnh, khó chịu, muốn phản kháng lại, nhưng lúc ấy cô chỉ có thể ú ớ, chân tay cứng đờ không cử động được. Tâm sợ đến phát khóc, trong họng chỉ ư ư được vài tiếng bất lực. Người kia đứng trên đầu giường cứ nắm từng chùm tóc của Tâm mà giật thật mạnh, sau đó còn cười cợt hả hê. Tâm nghe rõ tiếng cười của phụ nữ the thé như xé vải. Cô ta vừa cười vừa ghé vào tay Tâm để chửi: "Anh Sơn là chồng của tao, mày tránh xa chồng tao ra. Mày mà dám tới gần chồng tao nữa là lột da mày ra nghe chưa. Cút đi, anh Sơn là chồng của tao, của một mình tao thôi." Tiếng cười như xoáy sâu vào đầu óc của Tâm, khiến cô vã mồ hôi, ướt hết người ngợm. Người kia không chỉ giật tóc của Tâm mà còn cao cấu lên tay và mặt của cô. Cơ thể đau nhức ghê gớm, Tâm chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong đầu. Mãi một lúc sau mới hết bị đánh. Tâm choàng tỉnh dậy, khắp người chỗ nào cũng đau, dù là mơ nhưng cảm giác lại chân thật. Đầu tóc của cô vẫn còn rối bù cả lên. Tâm hoảng hốt quay sang gọi Sơn dậy để cùng mình rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng bên cạnh đã trống không từ khi nào. Tâm mặc kệ tất cả, vội chạy đi tìm bạn trai, chạy khắp nhà tìm kiếm. Cuối cùng Tâm trông thấy Sơn đang ngồi gục mặt xuống đất trong căn phòng trống dưới tầng. Mắt Sơn nhắm nghiền, đầu gối co lên, hai tay ôm lấy thân người. Tâm phải đi tới lay thật mạnh thì Sơn mới tỉnh lại. Sơn ngước gương mặt còn đang ngái ngủ lên nhìn Tâm. Thấy Tâm mặt mày tái mét, anh còn ân cần hỏi han cô như chưa có chuyện gì. Tâm không có thời gian giải thích nhiều, cô chỉ lắp bắp nói rằng ở đây không an toàn, muốn cùng Sơn rời đi ngay lập tức. Không biết có chuyện gì, nhưng nhìn thấy thái độ hoảng sợ của Tâm, Sơn vội vàng thu dọn hành lý đi ngay khi trời còn chưa kịp sáng. Tâm cũng không hỏi lý do vì sao Sơn lại ngồi một mình trong căn phòng kia. Cả hai đều im lặng, cứ thế thẳng đường mà về. Lúc Sơn đến tiệm thuê xe máy để trả xe, anh chủ tiệm nhìn Sơn bằng ánh mắt đầy thích thú. Anh ta không nói thêm gì nữa, trả lại giấy tờ cho Sơn rồi đóng cửa tiệm lại luôn. Dọc đường trở về, Tâm vẫn còn ám ảnh về ngôi nhà kia, cả giấc mơ mà đêm qua cô đã gặp phải. Tâm ngồi trên xe khách nhìn những vết tím tái ở cánh tay mà rùng mình. Rõ ràng chỉ là mơ, vậy mà những chỗ bị cào cấu lại bầm tím lên, rốt cuộc là có chuyện gì?
Sơn ngồi cạnh cũng chẳng lên tiếng. Anh dựa đầu vào kính xe mà ngủ. Từ lúc rời khỏi căn nhà của ông cụ, Sơn luôn cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mơ hồ. Có điều gì đó cứ thôi thúc khiến anh không nỡ rời đi. Bên tai vẫn vang vang tiếng cười ngọt ngào, trong trẻo của cô gái đêm qua. Sơn thấy sợ chính những suy nghĩ của mình. Anh lắc đầu để cho tỉnh táo, cố xua tan những suy nghĩ bậy bạ kia. Sơn và Tâm quay về chung cư được 3 ngày. Tâm bắt đầu thấy Sơn có những biểu hiện rất lạ. Anh không chịu ăn uống, cứ nằm lì ở trên giường. Tâm hỏi gì thì cũng khiến Sơn cáu gắt khó chịu ra mặt. Bình thường Sơn không như thế, nhất là từ khi biết Tâm mang thai, Sơn lại càng dịu dàng, nhường nhịn người yêu hơn. Tâm mới đem chuyện buồn lòng về Sơn kể cho mẹ của mình nghe. Mẹ của Tâm động viên cả hai người, rồi khuyên con gái về quê ở ít hôm cho khuây khỏa, đồng thời để bố mẹ chăm sóc, bồi bổ bầu bí. Tâm đang giận Sơn, nghe mẹ mình nói như vậy thì không suy nghĩ gì nhiều mà cuốn gói về quê luôn. Bố mẹ của Tâm là ông Chiến và bà Hiền, hai người chỉ có mỗi mình Tâm là con gái nên chăm sóc và chiều chuộng lắm. Lúc chồng thấy Tâm kéo theo hành lý bước xuống từ xe taxi, bà Hiền lo lắng hỏi han. Mặt mày của Tâm xám xịt, ấn đường cũng tối đen, quầng mắt trũng sâu giống như mất ngủ lâu ngày. Bà Hiền nhìn con mà xót xa, miệng rì rầm trách Sơn. Ngay trong đêm đầu tiên ở nhà bố mẹ, Tâm lại ngủ mơ thấy mình bị giật tóc. Vẫn là tiếng cười the thé ấy, vẫn là giọng nói lanh lảnh bên tai. Cướp chồng tao, tao móc mắt ra, tao bóp chết cả mẹ lẫn con. Tâm giật mình ngồi bật dậy, lúc ấy mới có gần 2 giờ sáng. Toàn thân cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Kỳ lạ là kể từ sau lần đầu tiên nằm mơ thấy bị giật tóc ở nhà ông cụ trên bản, đêm nào Tâm cũng sẽ mơ thấy một người phụ nữ vừa đánh vừa chửi mình. Tâm không nhìn thấy mặt của cô ta, chỉ cảm nhận được cô ta vẫn luôn lảng vảng ở xung quanh đây. Cả đêm cứ như vậy khiến Tâm rất sợ. Cô linh tính có điều chẳng lành, Tâm đành gọi mẹ mình dậy để sang ngủ cùng. Bà Hiền nhìn thần sắc của con, bà lo lắng gặng hỏi. Tâm ấm ức vừa khóc vừa thuật lại những chuyện đã xảy ra trên chuyến đi phượt. Cả chuyện Sơn càng ngày càng lạnh nhạt với Tâm. Mặc dù Tâm giận dỗi bỏ về quê, nhưng anh cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm dỗ dành. Bà Hiền ban đầu nghe con nói cũng chỉ nghĩ đôi trẻ đang giận dỗi. Bà đâu biết Sơn ở bên kia đã bắt đầu có những biểu hiện của việc bị dính bùa ngải. Cả thể xác lẫn tinh thần đều đang bị tra tấn hành hạ. Tâm về quê được một tuần, cũng là tròn một tuần Sơn bỏ ăn bỏ uống, cả ngày chỉ ngủ li bì. Bên tai Sơn lúc nào cũng văng vẳng tiếng một cô gái cười nói. Giọng nói ngọt ngào đó đủ để câu hồn bất kỳ người đàn ông nào. Cô gái nọ rủ Sơn đi cùng cô ta rất nhiều lần. Sơn còn lờ mờ trông thấy gương mặt của cô ta, nước da trắng ngần, gương mặt cực kỳ xinh đẹp khả ái, nét nào ra nét đấy. Cô ta đẹp đẽ là thế, nhưng trong những cơn mộng mị, Sơn vẫn cố khống chế bản thân, tự nói với cô ta rằng anh đã có vợ con, không thể đi cùng em được. Những lúc như thế, cô gái kia không nói gì, chỉ buồn thiu rồi biến mất. Ai ngờ sau những lần bị cự tuyệt đó, cô ta đều tìm đến Tâm, dọa nạt và chửi bới Tâm, muốn Tâm rời xa Sơn mãi mãi. Cả Sơn và Tâm đều đồng thời bị quấy phá. Cuối cùng sức lực của Sơn không còn đủ để chống trả nữa, anh hoàn toàn bị điều khiển và mất khống chế. Sơn mơ thấy cô ta thường xuyên gần gũi với mình, những cử chỉ thân mật mà chỉ hai người yêu nhau mới làm. Rõ ràng là mơ, nhưng Sơn còn cảm nhận được da thịt cô ta lạnh lẽo như đá, trên cơ thể phát ra một thứ mùi tanh hôi, ngái ngái rất khó chịu. Nhưng không hiểu sao, Sơn càng ngửi lại càng nghiện. Cái thứ mùi đó rất quen, nhưng Sơn lại chẳng nhớ nổi đã ngửi thấy ở đâu. Ban đầu chỉ là gặp gỡ trong mơ, dần dần Sơn bắt đầu mộng du. Anh thường tự cởi đồ trong vô thức rồi ngồi ở góc nhà rất lâu. 10 ngày ở quê, trong lòng Tâm lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Sức khỏe ngày càng đi xuống, còn có dấu hiệu của suy nhược cơ thể. Tâm ốm nghén dữ dội, nhưng cô lo lắng cho Sơn nhiều hơn. Mấy lần trong mơ cô trông thấy người đàn ông mặc áo lính kia hiện về, nói Tâm hãy cứu Sơn, Sơn sắp chết rồi. Có một đêm Tâm nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cô mở camera trong căn chung cư lên. Xa cách đã lâu, không biết giờ này Sơn ngủ chưa.
Tự nhiên Tâm muốn nhìn thấy Sơn một chút. Màn hình hiển thị phòng khách của căn chung cư, điện đài tối om, cũng đã hơn 1 giờ sáng. Tâm nghĩ có lẽ Sơn đã ngủ say từ lâu rồi. Tâm định tắt điện thoại đi ngủ, nhưng bất chợt đèn điện trong phòng ngủ sáng lên. Bóng dáng Sơn lờ lờ đi ra ngoài, toàn thân anh trần truồng không một mảnh vải che thân, dáng đi trông cũng kỳ lạ. Tâm thấy Sơn ngồi thừ ở góc nhà, giống như người mộng du, thì thoảng lại rì rầm như đang trò chuyện với ai đó. Tâm hoang mang tự nghĩ, chẳng lẽ Sơn lại bị mộng du? Tâm đã dọn về sống cùng Sơn hơn 1 năm nay, cô chưa từng thấy Sơn bị như vậy bao giờ. Trong lòng bất an nên sáng sớm hôm sau, Tâm quyết định quay về xem sao. Lúc Tâm về tới chung cư, vừa mở cửa ra là cô đã nhăn mặt khó chịu vì sộc thẳng vào mũi là một mùi khai nồng nặc, cứ như có người đi vệ sinh luôn ở trong nhà vậy. Tâm bật hết điện lên, cô nghĩ bụng chắc giờ này Sơn đã đi làm rồi. Nhưng khi vào đến phòng ngủ, Tâm suýt hét lên vì trông thấy Sơn ngồi thu lu trong góc nhà. Mới 10 ngày không gặp, Sơn thay đổi đến mức suýt nữa thì Tâm không nhận ra. Râu ria dài xồm xoàm, da rẻ khô khốc xanh xao, tóc dài phủ gần hết 2 lỗ tai, bết cả lại với nhau. Tâm bước tới, lại gọi Sơn mấy câu, nhưng anh chẳng trả lời. Cơ thể cứ như người mất hồn, đờ đẫn không có cảm giác. Linh tính có chuyện chẳng lành, Tâm gọi điện cho bố mẹ của Sơn để nhờ họ sang xem giúp tình hình. Bố mẹ của Sơn nhìn thấy con trai mình ngây ngây dại dại, cũng phát hoảng, lo sốt vó đưa con trai đi khám. Nhưng bác sĩ chỉ nói là bị suy nhược cơ thể do nhịn ăn lâu ngày, về bồi bổ lại là được. Nhưng điều đáng lo ở đây là thần trí của Sơn có vấn đề. Bà Hiền hay tin cũng chạy đến, nhìn biểu hiện của con rể tương lai, bà nghi ngờ là Sơn bị bỏ bùa hoặc bị vong theo, phải mời thầy tới xem thế nào. Mẹ của Sơn nghe tới bùa ngải thì sợ tái cả mặt. May là bà có biết danh của một ông thầy người đồng bào rất giỏi, ông ấy chuyên giải bùa ngải nên có thể nhờ cậy được. Trong họ hàng của Sơn trước đây có người bị bùa ngải hại, biểu hiện cũng gần giống như Sơn nên bố mẹ của Sơn rất sợ. Ông thầy tên Bá, ban đầu nghe mẹ của Sơn trao đổi tình hình qua điện thoại, ông ấy cũng đinh ninh là Sơn đã bị bỏ bùa. Ông bảo đi mua 5 quả trứng gà với cả 1 bát muối hạt, bỏ trứng vào muối rồi đốt hương cắm vào bát muối. Khi nào hương tàn thì lấy trứng ra, lăn lên đầu, cổ, vai và lưng của Sơn. Tâm nghe thầy dặn thì đi làm ngay lập tức. Sơn ngồi giữa nhà như pho tượng, cả cơ thể gầy trơ xương. Bà Hiền lấy sữa bảo Sơn uống, nhưng anh chẳng đả động gì đến, cứ nhìn ra ngoài cửa mãi. Tâm lấy trứng lăn kỹ cả 5 quả lên người Sơn, lăn tới đâu là Sơn dùng mình nổi da gà tới đó. Thầy Bà chưa qua được ngay nên bảo sau khi lăn xong đập trứng ra bát rồi chụp ảnh gửi cho thầy xem, thầy sẽ liệu tình hình rồi tính tiếp. Khi Tâm đập quả trứng đầu tiên, bên trong lòng đỏ với lòng trắng vỡ ra hòa lẫn vào nhau, bốc lên mùi khai khai thum thủm. Tâm ngửi mùi mà suýt phải chạy đi nôn. Cô đập tiếp quả thứ hai, vừa đập trứng ra mẹ của Sơn đã rú lên kinh hãi. Bên trong có 2 con nòng nọc to tướng đen sì vẫn còn đang cựa quậy. Cả nhà lúc này sợ chết khiếp, không có dám tin vào mắt mình. 3 quả trứng còn lại thì toàn là tóc và nòng nọc. Thầy Bà nhìn ảnh, thầy lắc đầu rồi nói, bùa này là một dạng của bùa yêu của người dân tộc. Nhưng nó khác những loại bùa yêu thông thường ở chỗ là có thể kết duyên cho người âm và người dương. Cũng hơn 10 năm rồi tôi mới gặp lại loại bùa này. Cách giải thì không phải quá khó, nhưng quan trọng là phải tìm được người mà xên bùa, sau đó hủy lá bùa yểm thì mới có thể hóa giải được tận gốc. Bây giờ cả nhà tìm cách được cậu ấy xuống chỗ tôi, càng nhanh càng tốt. Với tình trạng của cậu ấy hiện tại, xem ra sắp tới giai đoạn bị vong nữ kết duyên gọi đi rồi, không thể kéo dài thêm được, phải giải quyết ngay. Để cậu ấy tiếp xúc với người âm thêm ngày nào thì dương khí sẽ tổn hại thêm ngày đó. Đến lúc ấy dù tôi có gỡ xong bùa thì thần trí của cậu ấy cũng khó mà trở lại bình thường được. Sau cuộc nói chuyện với thầy Bả, tất cả mọi người đều ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng ai bảo ai, mọi người bất chấp lôi Sơn đến gặp thầy.
Sơn lúc ở trong nhà vẫn thẫn thờ như người mất hồn, nhưng khi ra khỏi cửa nhà, tự dưng lại phát rồ lên, gào thét, chống cự không chịu đi. Bố của Sơn phải vất vả lắm mới khống chế được. Hai mắt Sơn long lên sòng sọc, trên miệng rái rớt nhiễu hết ra, còn chửi bới bằng tiếng dân tộc. Tâm ngớ ra, thời gian qua Sơn chẳng đi đâu, vậy cái thứ bùa của người dân tộc kia chắc chắn bị yểm từ khi ở Hà Giang. Sơn bị trói lại nhét vào ô tô trở thẳng tới nhà thầy Bạc. Thầy tuy là người dân tộc nhưng ra Bắc sống gần chục năm nay. Thầy nói do nghiệp tu của thầy phải ở đây nên không thể về quê hương được. Thầy Bạ thân hình nhỏ con, thấy đoàn người dừng xe trước cổng liền chạy ra đón. Sơn nhìn thầy Bạ thì càng gào lên dữ tợn, nhất định không có chịu vào trong điện của thầy. Thấy Sơn cứng đầu không hợp tác nên thầy Bạ đã lấy hũ muối ở trên ban thờ chính, vẩy vài nắm muối lên người của Sơn. Thầy vẩy đến đâu, cơ thể của Sơn mềm nhũn tới đấy. Từ đầu đến chân đều được tẩy uế bằng muối. Sơn mệt mỏi mà quỳ sụp xuống đất. Thầy ra hiệu cho bố mẹ của Sơn dìu anh vào trong. Sơn nằm bất tỉnh rất lâu. Thầy Bạ xem qua rồi nói là Sơn đã bị bắt mất hai cái vía rồi. Dương khí hiện giờ rất yếu. Thời gian qua hẳn Sơn không ăn không uống gì nên cơ thể càng thêm suy kiệt. Thầy Bạ dặn đồ đệ nấu cho Sơn một bát cháo hạt kê loãng. Cháo chín thì tâm đút cho Sơn ăn. Ăn no bụng, Sơn từ từ hồi tỉnh, trong mắt trũng sâu, trông anh mệt mỏi như là vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Thầy Bạ nói chuyện với Sơn. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Tạm thời tôi đã che mắt vong nữ kia lại, không cho nó tìm ra được cậu. Bây giờ cậu tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi, mọi chuyện rồi sẽ có cách. Sơn mặc dù đã tỉnh táo hơn nhưng toàn thân anh rã rời, đến việc hít thở cũng khó khăn. Thầy Bạ nói thêm, bùa ếm trên người của Sơn gần giống với tục minh hôn, nhưng ở đây là cưới chồng cho vong nữ. Người dính phải bùa này, dương khí sẽ bị hao mòn từ từ. Tới khi cạn kiệt thì người yểm bùa sẽ tổ chức làm đám cưới âm. Sau khi đám cưới thực hiện xong, hồn phách của Sơn sẽ bị người vợ cõi âm đưa đi, rồi mất mạng. Nghi lễ này thường được thực hiện sau 49 ngày, tính từ khi yểm bùa thành công. Với tình trạng của Sơn thì có lẽ đã được hơn 2 tuần. Cũng may là phát hiện sớm, nếu không thì khó mà cứu. Thầy Bạ còn kể thời còn trẻ ông từng chứng kiến một người cũng bị yểm bùa này để làm đám cưới âm. Nhưng không ai hay biết, đến ngày thứ 45 mới phát hiện ra, cuối cùng phá bỏ được bùa, nhưng hồn vía chẳng còn bao nhiêu, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn được hơn một năm sau thì chết bất đắc kỳ tử. Tâm nghe những lời thầy nói thì sợ đến mức hồn vía bay lên mây. Cô đem mọi nghi hoặc ở trong lòng nói cho thầy Bạ nghe. Chuyến đi phượt không hề vui vẻ và cả ngôi nhà của ông già kỳ quái kia. Thầy Bạ hỏi Tâm về những thứ mà cả hai đã ăn uống lúc ở nhà ông cụ. Tâm mới nhớ ra chén rượu có mùi lạ mà ông cụ đã cho Sơn uống. Thầy Bạ nghe tới đây thì gật gù. Thầy nhẩm tính trong đầu rồi quay sang nói với Tâm. Vậy là cậu ấy bị cho uống nước xác rồi. Loại phép này muốn thực hiện được thì phải để người sống uống nước nhiễu ra từ xác của người chết. Làm như thế thì giữa hai người mới có mối gắn kết về tâm linh. Dù cậu ấy có đi tới đâu thì vong nữ kia cũng sẽ đi theo tới đó. Bây giờ tôi sẽ làm lễ để bảo vệ xác của cậu Sơn, giúp cậu ấy cầm cự dương khí. Vong nữ thấy nguy hiểm chắc chắn sẽ hành động. Cứ để cậu ấy đi theo tiếng gọi của vong hồn kia, chắc chắn nó sẽ dẫn dụ cậu ấy tới nơi cất giấu bùa yểm gốc. Chúng ta chỉ cần âm thầm đi theo, tương kế tự kế, hủy được bùa yểm gốc thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sơn kiệt sức nằm trên giường, anh không nói năng gì được, chỉ gật gật đầu đồng ý với kế hoạch của thầy Bả. Thầy kêu đồ đệ đi tìm cho thầy một con gà trống. Thầy dùng tiết gà vẽ lên một đạo bùa, lại châm lửa đốt rồi hơ lên lòng bàn chân và lòng bàn tay của Sơn. Sơn gắng sức ngồi ở giữa điện thờ. Thầy Bả bắt niệm chú, rắc gạo nếp cùng với cho bùa thành một vòng tròn xung quanh Sơn. Chẳng ai biết ý nghĩa của những nghi lễ đó. Chỉ thấy Sơn gục mặt xuống, cơ thể rung lắc dữ dội. Thầy Bả làm lễ mà đổ mồ hôi như tắm. Xong xuôi thầy đưa cho Sơn một cốc nước được chỉ chú. Sơn uống một hơi cạn sạch
thần sắc cũng tươi tắn hơn đôi chút. Thầy nói đêm nay chắc chắn Sơn sẽ bị linh hồn kia dắt tới chỗ của cô ta. Dặn Sơn hãy cứ quay về chung cư, mọi người sẽ lặng lẽ đi theo phía sau để yểm trợ. Thầy Pả còn dặn Tâm chuẩn bị một chiếc áo sơ mi của Sơn và một chút tiền quan, gạo muối và máu gà trống. Xong xuôi, đoàn người hồi hộp chờ tới đêm, chuẩn bị lên đường vạch trần thứ bùa yêu hại người kia. Hơn 5 giờ chiều, khi đoàn người đã chuẩn bị xong, Sơn mới từ trong điện thờ của thầy Pả bước ra. Lúc ở trong điện còn tươi tắn một chút, vừa bước chân ra ngoài cả người của anh đã ỉu xìu, mặt mày u ám. Sơn đi một mạch về chung cư, mở cửa rồi nhốt mình ở trong ấy. Thầy Pả trấn an cả gia đình hãy bình tĩnh để chờ thời cơ. Mọi thứ diễn ra trong chung cư đều được quan sát thông qua camera. Mọi người hồi hộp chờ tới hơn 1 giờ sáng thì thấy Sơn bước từ trong phòng ngủ ra. Anh đứng úp mặt vào góc tường rồi rì rầm gì đó. Thầy Pả chỉ vào góc tường rồi nói vong nữ đang đứng ở đó để nói chuyện xui khiến Sơn. Một lúc sau mọi người thấy Sơn mở cửa đi ra ngoài. Quả không ngoài dự đoán của thầy Pả, đúng là vong hồn kia không chờ được nữa đã bắt đầu hành động. Thầy Pả và gia đình của Sơn đậu xe ở dưới cổng chung cư. Một lát sau mọi người nhìn thấy một chiếc xe taxi đi tới. Sơn cứ thế lên xe rồi đi thẳng một mạch mấy tiếng đồng hồ tới Hà Giang. Đường đèo thì hiểm trở, xe taxi không đi được nên dừng lại ở ngay chỗ cho thuê xe máy mà ngày trước Tâm và Sơn từng đến thuê. Mọi người bám theo không dám lơ là. Sơn đứng ngẩn ra trước cửa tiệm thuê xe máy. Mọi người còn đang thắc mắc chưa biết chuyện gì thì có một người đàn ông đi ra. Anh ta đi trước, Sơn lập tức đi theo sau. Tâm lúc này mới nhớ ra người này chính là người hôm đó đã cho Sơn thuê xe. Tất cả đều thắc mắc tại sao anh ta lại ra ngoài giờ này, trong khi Sơn còn không hề gọi cửa. Mọi nghi ngờ đổ dồn về người đàn ông này. Nhóm người bám sát theo Sơn tới trước cổng nhà ông cụ tốt bụng đã cho Sơn và Tâm tá túc. Người chủ tiệm thuê xe máy đi vào trong nhà, không quên ngó trước ngó sau mấy lần cẩn thận, rồi mới khép cổng lại. Lúc này, Tâm mới ngỡ ngàng, thì ra chuyện này có liên quan đến chủ tiệm cho thuê xe lẫn ông cụ neo đơn kia. Thầy Pả rất bình tĩnh, ông ngồi xuống bên vệ đường, bắt đầu niệm chú vào tấm bùa nhỏ màu vàng, sau đó gói vào một tấm khăn lụa rồi châm lửa đốt. Miếng khăn bốc cháy phừng phừng, thầy lệnh cho mọi người giữ im lặng, người nọ nắm tay người kia không được buông ra. Vì xung quanh đây có rất nhiều vong hồn bất vượng đang canh đất cho chủ nhà. Thầy Pả buộc chiếc khăn lụa đang cháy vào một nhánh cây. Lạ một điều là miếng vải chỉ bọc một lá bùa nhỏ xíu, vậy mà cứ cháy mãi không tắt. Tất cả thuận lợi đi vào trong ngôi nhà mà không bị phát hiện. Đúng lúc mọi người đang đứng ở góc sân thì thấy Sơn cùng hai người đàn ông đi ra phía sau vườn. Xung quanh cây cối tùm, ai nhìn cũng thấy rợn da gà nhưng vẫn quyết bám theo. Cuối cùng thầy Pả phát hiện ra nơi mà ông cụ chủ nhà xên bùa chính là căn chòi nhỏ khuất dưới mấy cái cây tùm. Nơi này quả thật kín đáo, kể cả có đi ban ngày cũng khó mà trông thấy được. Sơn một mình đi vào trong căn chòi nhỏ, còn ông chủ nhà và người đàn ông chủ tiệm cho thuê xe máy thì đứng ở ngoài canh chừng. Thầy Pả lúc này mới niệm chú, ngọn đuốc trong tay từ từ tắt lửa. Đồng thời cùng lúc đó, ông cụ chủ nhà lập tức biết có người đột nhập. Ông ta tá hỏa chạy đi kiểm tra. Thầy Pả dặn bà Hiền và bố mẹ của Sơn tìm cách áp chế ông chủ nhà cùng người đàn ông kia, để cho thầy vào trong căn chòi tìm cách phá hủy bùa ếm. Kế hoạch cứ thế tiến hành, ông chủ nhà bị hai bà mẹ túm chặt lấy không cho đi. Ông ta thấp bé nhỏ con, bà Hiền lại to cao, thêm sức của mẹ Sơn nữa là đủ khiến ông ta không cựa quậy được. Chủ tiệm xe thấy vậy định nhào tới đuổi hai người phụ nữ ra, nhưng bố của Sơn nấp sau bụi cỏ đã kịp thời lao ra đánh một cú vào gáy khiến hắn ta ngã khuỵu xuống. Vòng ngoài đã xong, Tâm cùng thầy Pả nhân lúc đó lén vào trong căn chòi, cả hai choáng ngợp trước những bài trí ở bên trong. Ở giữa đặt một cỗ quan tài bằng gỗ dựng đứng lên. Phía trước quan tài được bày một bàn đầy ắp những thứ kỳ quái, thậm chí còn có cả xác của những con rắn, con rết đã khô quắt lại. Ánh nến bên trong hắt vào gương mặt của Sơn. Tâm khẽ rùng mình khi thấy anh đang nhắm mắt quỳ ở trước mâm đồ thờ, tay đang từ từ cởi từng cúc áo rồi tới khóa quần. Bất thình lình từ đâu có một con mèo đen thui từ trên bàn thờ nhảy bổ tới chỗ Tâm và thầy Pả. Thầy liền dùng cây kiếm đào đánh thẳng vào đầu con mèo. Nó gào một tiếng thảm thiết rồi từ từ đi tới cạnh Sơn.
Thầy bà lấy giờ quan sát một lượt, thầy bị thu hút bởi chiếc hộp gỗ màu đỏ được để ở giữa bàn thờ kia. Thầy bà ngầm ra hiệu cho Tâm bằng ánh mắt. Tâm ngay lập tức nhìn thấy cái hộp gỗ. Thầy ngồi xuống đối diện với Sơn, còn Sơn tay đang ôm con mèo. Anh lắc đầu sang trái rồi lại lắc đầu sang phải, nhìn chằm chằm ông thầy. Bất chợt, thầy bà bật dậy, nhào tới ghì chặt Sơn lại. Ngay lúc đó Tâm cũng lao tới lấy cái hộp gỗ. Thấy có người động vào hộp gỗ, Sơn gào ầm lên, cơ thể vặn vẹo trực lao tới cướp lại. Cũng may thầy bà ngồi một bên không ngừng niệm chú. Sơn vừa chồm người lên đã đau đớn lui ra sau, tay chân co quắp không thể cử động, giống như bị một sức mạnh vô hình trói chặt lại vậy. Sơn bị khống chế nhưng con mèo đen vẫn còn ngoan cố. Nó nhảy phốc đến, nhanh như cắt, cào một vẹt vừa sâu vừa dài lên mu bàn tay của Tâm. Tâm đau nhưng nhất quyết không buông cái hộp ra. Con mèo gào rú lên liên tục, tiếng kêu the thé như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nghe mà rợn hết cả người. Tâm liều mình đưa hộp gỗ đến trước mặt thầy bà rồi mở ra. Bên trong là một cặp hình nộm. Thầy liếc nhìn rồi vội thúc giục. Đúng nó rồi, cô đốt con hình nộm nữ, nhanh lên. Tâm không dám chậm trễ, cô lấy cây nến còn đang cháy phừng phừng trên bàn thờ xuống, rồi châm lửa đốt cái con hình nộm nữ. Lửa bén rất nhanh, lửa cháy đến đâu, con mèo đen kia co quắp lăn lộn đau đớn đến đấy. Cho tới khi hình nộm hoàn toàn cháy rụi, con mèo nằm một bên cũng đã tắt thở. Sơn lúc này gào khóc thảm thiết, anh muốn giãy ra nhưng lại không thể làm gì được, nước mắt nước mũi tèm lem. Thầy bà bảo Tâm cậy bụng con hình nộm nam ra xem có gì trong đó. Tâm làm theo, cô moi ra được một lá bùa, bên trong còn đựng một chùm tóc, đó chính là tóc của Sơn bị ông cụ lén cắt đi. Thầy bà lấy lá bùa ra bắt đầu niệm chú rồi đốt cháy lá bùa đó. Bùa cháy, cơ thể Sơn cũng vặn vẹo đau đớn, toàn bộ gân cơ trên người gồng lên dữ dội. Lá bùa cháy gần hết, chỉ còn một góc nhỏ thì thầy bà dập lửa. Lúc này Sơn mới đỡ được phần nào đau đớn. Anh nằm phịch xuống đất thở hồng hộc như trâu. Tâm định tới đỡ Sơn dậy nhưng thầy bà đưa tay ngăn lại. Thầy cho Sơn nằm ngửa ra sàn. Thầy lấy trứng gà bảo Tâm lăn một lượt khắp cơ thể của Sơn. Xong xuôi thầy lấy một nắm lá đựng trong túi đồ rồi gói vào trong một chiếc khăn xô. Sau đó tự mình chà lên người của Sơn. Sơn run cầm cập. Thầy chà đến đâu gân máu trên người của Sơn nổi cục cục lên đến đó. Thầy dán vào bụng Sơn một lá bùa, sau đó dùng lực ấn thật mạnh vào đó 9 cái. Khi thầy ấn đến cái thứ 9, Sơn lập tức nôn ra một bãi chất nhầy đen xì, còn bốc cái mùi ngai ngái tanh tanh. Trong bãi chất nhầy mà Sơn nôn ra, lộn nhộn bên trong có mấy con nòng nọc to đùng. Thầy bà lúc này mới dừng tay, thầy cho Sơn nằm một bên để nghỉ ngơi. Thầy quan sát một lượt căn chòi rồi thở dài thườn thượt. Thầy thắp một cây nhang, cắm vào bát hương đặt trước cái quan tài dựng đứng. Kế tiếp, thầy mới lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Bất chợt trong căn chòi nổi lên một trận gió lạ. Cơ thể vốn đang mềm oặt của Sơn bỗng chốc ngồi thẳng đứng lên. Tâm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị bóp cổ. Sơn dùng lực rất mạnh khiến Tâm vừa đau vừa ngạt thở, mặt mũi đỏ bừng lên. Sơn nhìn người yêu mình đầy căm giận, hàm răng còn nghiến chặt vào nhau. Thầy bà lôi từ đâu ra một cây roi mây rồi quất liền 7 cái vào lưng của Sơn. Lúc này anh mới giãy lên đành đạch rồi buông Tâm ra. Thầy bà nhìn thẳng vào mắt Sơn rồi cất giọng đều đều. Âm dương khác biệt, đã trở thành cô hồn dã quỷ mà còn cưới gả cho người dương. Người biết tội của ngươi chưa? Vong nữ trong xác của Sơn nhìn chằm chằm ông thầy rồi cười lên khẳng khẳng. Âm dương cái gì tao không quan tâm. Anh Sơn là chồng tao, anh ấy phải ở chung với tao. Cậu ấy không phải chồng ngươi, cậu ấy có vợ có con ở cõi dương rồi. Ngươi không được phép bắt hồn người sống. Mau khai ra cho ta, ai là người giúp người yểm bùa để làm đám cưới âm? Nếu ngoan cố thì đừng trách ta ác. Tao ngu gì mà nói, mày đừng tưởng mấy cái phép hèn của mày có thể hàng phục được tao. Tao phải lấy anh Sơn làm chồng. Bằng mọi giá tao sẽ bắt anh ấy. Anh ấy chỉ yêu mình tao thôi. Nói xong Sơn quay sang nhìn Tâm rồi gào lên. Còn mày,
Anh Sơn không yêu mày đâu. Đừng có mơ tưởng nữa. Thứ đàn bà khốn nạn, mày cướp chồng tao, tao không tha cho mày đâu. Cả đứa con của mày nữa, tao bẻ cổ chết cả mẹ lẫn con, nghe chưa? Thầy Vòng Nữ bất chỉ, thầy bà quyết định sẽ dùng biện pháp mạnh. Thầy gằn giọng: Người không sợ phải không? Được rồi, ta sẽ đánh cho người hồn bay phách tán. Ai giúp người yểm bùa ta không quan tâm nữa. Chỉ cần người chết thì mọi chuyện coi như xong. Dứt lời, thầy bà lại quất roi mây vào cơ thể Sơn liên tục. Sơn đau đớn gào lên ầm ĩ, nhưng thầy vẫn không dừng tay. Ma nữ trong xác của Sơn lăn lộn dưới đất, gầm rú khan cả cổ, cho đến khi không chịu nổi được nữa thì mới khai ra. Hồn ma nữ chính là con gái út của ông cụ chủ nhà tên là Miên. Lúc còn sống, cô này có yêu say đắm một cậu thanh niên cùng làng, nhưng bị gia đình cấm cản với lý do là cậu thanh niên kia nghèo khổ, không môn đăng hộ đối. Cô con gái út mới lớn bị gia đình ngăn cấm nhốt ở trong nhà, không cho đi đâu, nên đâm ra tuyệt vọng. Cuối cùng nghĩ quẩn mà ăn lá ngón tự tử, rồi lìa đời ở tuổi 16. Người bố thương xót con gái chết khi còn quá trẻ, lại sợ con gái không đi đầu thai được mà quay về quấy phá, nên ông ta đã tự luyện bùa, rồi âm thầm tổ chức đám cưới âm cho con gái mình. Ban đầu ma nữ muốn lôi người đàn ông mà cô ta yêu đi cùng, nhưng người đó đã cưới vợ, mà loại bùa này không thể dùng cho người đã có vợ dương, nên người bố đã yểm bùa Sơn, một người xa lạ và còn độc thân. Ma nữ cầu xin thầy bà thương tình mà tha cho mình, nhưng thầy đã quyết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thể để thứ bùa phép này hại thêm bất kỳ ai nữa. Thầy nghiêm nghị nói: Hãy cho hai bố con gian ác nhà các người, ta nói cho mà biết, dù cho cậu Sơn có chết cũng không bao giờ làm chồng của ngươi được đâu. Cậu ta có con dương rồi, lại không làm ác, chắc chắn sẽ được vãng sanh sang kiếp mới sớm thôi. Bùa yểm cũng đã nằm trong tay ta, cậu Sơn sẽ thoát được kiếp nạn này. Đến lúc đó, bố của ngươi sẽ bị bùa quật lại, tất cả những người can dự vào việc này không một ai thoát khỏi nhân quả đâu. Ngươi là người âm, ngươi thừa biết những gì ta nói có phải là sự thật hay không. Nghe lời thầy bà nói, mà nữ có vẻ đã lung lay. Cô ta lắp bắp nhưng vẫn cố chống cự: Không, tao không sợ mày đâu. Chỉ cần tao giết chết con đàn bà này và đứa con trong bụng của nó là được chứ gì. Thầy bà ý thế xông lên, dồn ma nữ vào đường cùng. Ăn nói ngông cuồng, có ta ở đây lý nào lại cho phép ngươi hại người ta? Ta còn có thể khiến bố của ngươi phải gánh tội thay cả ngươi nữa là đằng khác. Rồi ông ta sẽ phát điên phát dại. Ngươi không ra người, ma không ra ma, nếm đủ mọi loại đau đớn trên đời, cho đến lúc chết rồi cũng phải làm cô hồn dã quỷ mãi mãi, không được siêu thoát. Đúng như dự đoán, ma nữ sợ hãi quỳ xuống đất, thay đổi thái độ ngay lập tức. Đừng, xin ông đừng làm thế, đừng hành hạ ông ấy. Chỉ cần người buông tha xác nam này thì ta sẽ không làm hại ông ta. Ma nữ trong xác của Sơn ngồi im nghe lời thầy bà khuyên bảo. Một lúc lâu sau, cô ta sụt sùi lau nước mắt, nói là muốn mượn xác của Sơn để gặp bố của mình lần cuối. Thầy bà đã đồng ý. Ma nữ trong xác của Sơn tự mở cửa căn chòi đi ra ngoài. Vừa trông thấy bố của mình đang bị trói thì khóc nấc lên gọi bố. Ông cụ chủ nhà trợn mắt không tin được lại có người giải được bùa yểm của mình, còn gọi được cả vong con gái của ông ta lên thế này. Ông nghẹn ngào: Miền ơi, bố có lỗi với con. Vong hồn trong xác của Sơn chạy đến ôm bố rồi nói: Bố không có lỗi gì hết, tất cả là lỗi của con. Tại con suy nghĩ dại dột nên mới làm khổ bố, còn chưa báo hiếu cho bố được ngày nào cả. Đời này con bất hiếu, xin bố tha thứ cho con. Con muốn được đi đầu thai, mong bố đừng tự trách nữa. Vì chấp niệm của bố mà con mãi chẳng yên lòng để ra đi. Lâu nay con phải sống vất vả vất vưởng, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Con không muốn bố hại người ta nữa. Ông thầy trong kia cao tay lắm, mình không thắng nổi đâu bố.
Dù sao con cũng chết rồi, con xin bố ngừng tay đi. Mà nữ nói xong xuất ra khỏi người Sơn, nhìn làn hương mỏng manh tan biến trong không khí, người bố già gào lên như xé cả tim gan. Sau khi đứa con đoạn mệnh qua đời, ông ta sống trong dằn vặt và ân hận, cuối cùng đành lấy lý do muốn lấy chồng âm cho con mà giữ hồn phách của con gái ở lại. Ông muốn dùng cách này để chuộc lỗi với con, mặc kệ vong con gái càng ngày càng trở nên âm tà. Ông cũng ngất lịm đi. Người đàn ông chủ tiệm cho thuê xe bị trói bên cạnh cũng ôm mặt khóc nức nở. Trời dần sáng, ông chủ nhà mới tỉnh dậy sau cú sốc đêm qua. Ông nhìn một lượt mọi người rồi cúi đầu xin lỗi, mong được tha thứ. Vì thương con mà ông đã hại người vô tội. Dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, may là được cứu vãn kịp thời. Mọi người vừa trách vừa thương người bố tội nghiệp. Ông chủ của cửa hàng cho thuê xe máy chính là con trai lớn của ông chủ nhà. Chính anh ta là người đã nắm được trước thông tin của Sơn, rồi dẫn dụ Sơn và Tâm vào tay của bố mình. Mọi chuyện sáng tỏ, thầy Pạ bảo Tâm chờ lúc mặt trời lên thì gói hình nộm nam vào trong chiếc áo sơ mi của Sơn, cho vào trong thêm chút muối hạt rồi mang ra ngã ba đường và đốt bỏ. Thầy Pạ cũng khuyên hai bố con ông chủ nhà hãy mang chiếc quan tài của cô con gái xấu số đi chôn cất đàng hoàng để cô ấy được an nghỉ. Xong xuôi mọi chuyện, đoàn người rời đi. Chuyện sau đó, cái quan tài có được chôn cất tử tế hay không thì không ai hay biết. Sau khi trở về xuôi, Sơn được thầy Pạ làm lễ tẩy uế, nối vía. Mặc dù cơ thể của Sơn đang suy nhược, nhưng thầy dặn không được phép ăn mặn ngay, phải ăn chay 10 ngày để lấy lại dương khí. Có Tâm bên cạnh chăm sóc, Sơn khỏe lại nhanh chóng. Anh nhìn vết thương bị con mèo ma quỷ để lại trên tay của Tâm, Sơn thương xót và áy náy vô cùng. Cũng may là mọi chuyện đều đã kết thúc. Hơn một tháng sau, thầy Pạ gọi điện thoại cho Tâm. Thầy nói hai bố con ông cụ kia giờ đang dở sống dở chết vì bị bùa quật, phải chạy đến cầu cứu thầy Pạ. Nhưng thầy cũng đành bó tay. Dùng bùa rồi bị bùa quật là lẽ đương nhiên, cái đó là trả nghiệp, thầy không giúp được. Thầy cũng nói thêm, người mà Tâm gặp trong mơ chính là ông cố của Sơn. Ông về để cảnh báo cho Tâm nguy hiểm. Ngoài ra, việc ông hiện thân cho Tâm thấy là một điều chứng minh gia tiên nhà Sơn đã chọn dâu. Tâm chưa bước qua cửa nhưng đã được công nhận là con dâu trong dòng họ rồi. Đúng là ác giả ác báo, không ai trốn được sự an bài của ông trời. Tốt nhất nên làm ngay sống thật, hành thiện tích đức, thì đời con đời cháu sau này cũng sẽ được hưởng những phước phần ấy. Gia đạo mới được bình yên. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Không biết quý vị có cảm nhận suy nghĩ gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào hẹn gặp lại. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip của kênh Nhà Ma nhé.